Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 12 tháng 11, bộ phận không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Từ đêm sẽ ảnh hưởng Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa rất to. Vùng ven biển cấp 4 đến 5, giật cấp 6 đến 7. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Trên biển, từ chiều 12 tháng 11, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng cấp 7, giật cấp 8 đến 9, sóng cao 2 đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng biển cao 2 đến 5 mét, biển động. Dự báo thời tiết ngày 12 tháng 11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, có nơi dưới 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Vùng ven biển có gió cấp 4 đến 5, giật cấp 6 đến 7. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, từ chiều chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên, Huế có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa rất to, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, cao nhất 28 đến 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ. Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ. Với diễn biến thời tiết này, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng các vùng trũng, thấp.